Xin chào mọi người, mình là Thiên Lương, đây là Mai Tiến Đạt, bọn mình đến từ The Run. Thì bọn mình có một bài hát được viết chung từ 3 năm trước rồi. Thì hôm nay bọn mình sẽ trình diễn ở đây, có cơ hội ở đây. Xin trình bày ca khúc tên là The Run. Xin cảm ơn rất nhiều.